Xin chào quý vị và các bạn. Trong hơn một tháng rưỡi vừa qua thì đã có hàng trăm cuộc hội thảo góp ý cho dự thảo sửa đổi hiến pháp được các cơ quan trung ương, các bộ ban ngành và địa phương tổ chức. Hơn 2 vạn ý kiến của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết có trách nhiệm cho dự thảo sửa đổi hiến pháp được gửi về ban soạn thảo với mong muốn lớn nhất là làm thế nào xây dựng được một bản hiến pháp hoàn thiện, đáp ứng được yêu cầu phát triển của đất nước và thể hiện được ý chí và nguyện vọng của toàn thể nhân dân. Và trong chương trình hôm nay thì ông Phan Trung Lý, chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, trưởng ban biên tập dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 sẽ cung cấp thêm thông tin cho quý vị và các bạn về vấn đề nêu trên. Thưa ông Phan Trung Lý, trong hơn một tháng rưỡi vừa qua thì những cái nội dung nào trong cái bản dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 nhận được cái sự quan tâm nhiều nhất, đóng góp ý kiến nhiều nhất của người dân trong cả nước ạ? Ý kiến của nhân dân đóng góp rất nhiều vấn đề và nhân dân quan tâm đến tất cả các nội dung của dự thảo sửa đổi hiến pháp. Tất nhiên trong các ý kiến đó thì tập trung nhiều nhất các vấn đề liên quan đến quy định về cái quyền lực của nhân dân, để làm sao để bảo đảm cho tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân và nhân dân thực hiện hiệu quả cái quyền lực nhà nước thông qua hình thức dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện và các cơ quan nhà nước khác. Về một nội dung nữa mà cũng được quan tâm, đấy là những vấn đề quy định về đảng tại điều 4. Nhân dân rất là hoan nghênh cái việc hiến pháp, dự thảo sửa đổi hiến pháp là kế thừa những quy định tại điều 4 của hiến pháp hiện hành và quy định rõ cái vai trò lãnh đạo, rồi là vai trò tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam, và quy định việc là đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm về cái sự lãnh đạo của mình. Một cái nội dung cũng được khá nhiều ý kiến, đấy là về liên quan đến vấn đề kinh tế. Ở đây liên quan những vấn đề về thể hiện, cách thể hiện các thành phần kinh tế trong dự thảo hiến pháp và cái sở hữu của các hình thức sở hữu. Ý kiến của nhân dân thì cũng muốn là dự thảo hiến pháp làm sao thể hiện được cái thành phần nền kinh tế của chúng ta là kinh tế nhiều thành phần, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhiều thành phần, đa hình thức sở hữu. Đấy, nhưng cũng làm sao để bảo đảm cho các hình thức sở hữu đó là hoạt động rất là được cái bình đẳng và có tính cạnh tranh. Tất nhiên ở đây tôi cũng xin nhấn mạnh, tức là cũng có một số ý kiến thì cho rằng là việc quy định trong hiến sửa dự thảo sửa đổi hiến pháp về các cái thành phần kinh tế mà không quy định cụ thể các thành phần kinh tế như thế có nghĩa là để có nghĩa là không công nhận các thành phần kinh tế, hay mà để bỏ các thành phần kinh tế, hay là bỏ các cái vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nào đấy, kinh tế nhà nước hoặc các thành phần kinh tế cụ thể khác, thì không phải như thế. Mà cách quy định của hiến pháp là quy định một cách khái quát, nó cũng đúng với cái quy định của trong cương lĩnh, nhưng mà ở cái dạng khái quát hơn để phù hợp với cái tính chất của hiến pháp và phù hợp để cho cái từng giai đoạn phát triển thì luật sẽ quy định cụ thể. Và các cái nội dung khác thì cũng được nhân dân quan tâm, để những vấn đề liên quan đến bảo vệ tổ quốc, về vai trò của lực lượng vũ trang, rồi là cái sự trung thành của lực lượng vũ trang đối với đảng, đối với nhân dân, đối với tổ quốc và nhân dân, rồi là những vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy nhà nước, vấn đề quyền con người, quyền nghĩa vụ của bản công dân, thì đấy là những vấn đề rất được tập trung thảo luận và góp nhiều ý kiến trong cái đợt đóng góp ý kiến lần này. Vâng. Thì rằng đối với bất kể một cái quốc gia nào thì cái việc đóng góp cho cái việc sửa đổi cái hiến pháp đều là quyền lợi nhưng cũng là trách nhiệm và nghĩa vụ rất là thiêng liêng và cao cả của mỗi một công dân. Vậy thì theo ông, đối với cái đất nước ta hiện nay thì phải làm thế nào để cái việc đóng góp ý kiến của nhân dân diễn ra được hiệu quả? Trước hết cái việc đóng góp ý kiến của nhân dân thì rất đáng được hoan nghênh và rất quan trọng, do đó được đảng và nhân dân ta là rất là hoan nghênh và khuyến khích. Nhân dân đóng góp ý kiến bằng nhiều hình thức khác nhau, bằng nhiều cái cách thức khác nhau. Và các cái vấn đề trong dự thảo hiến pháp thì cũng được xin ý kiến để nhân dân đóng góp ý kiến. Tất nhiên để cho cái việc đóng góp ý kiến của nhân dân có hiệu quả thì Quốc hội cũng đã có những cái quy định để cho cái làm sao mà tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân đóng góp ý kiến, và những ý kiến đó là đóng góp một cách tập trung để thể hiện được cái dự thảo, là thể hiện được cái ý chí nguyện vọng của nhân dân. Trong đó có các quy định liên quan đến ví dụ như là cái dự thảo đưa ra lấy ý kiến nhân dân phải là cái dự thảo do Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992 là chính thức công bố, và sau khi đã chỉnh lý trên cơ sở ý kiến của Quốc hội
tại kỳ họp vừa rồi. Vì ở nước ta theo quy định thì Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, và Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến lập pháp. Do đó thì Quốc hội cũng có quyết định cái việc là sửa hiến pháp, rồi là cái việc lấy ý kiến nhân dân về hiến pháp. Thì trong đấy đã có những quy định như thế, thì cái việc lấy đóng góp ý kiến của nhân dân thì tôi nghĩ là bằng các hình thức khác nhau. Tất nhiên về cái cách thức thì đấy là thông qua các hội thảo, các hội nghị, các cái tọa đàm, rồi là các cuộc thảo luận, cũng như nhân dân có thể trực tiếp gửi ý kiến đến Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp, và để làm sao cho các ý kiến đó phản ánh được đúng cái ý chí của nhân dân, cái nguyện vọng của nhân dân, và phải đến được Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp. Vâng, và có một cái vấn đề là rất nhiều người ta quan tâm là những cái vấn đề mà người dân đóng góp ý kiến cho dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 ấy, thì sẽ được Ủy ban soạn thảo sửa đổi hiến pháp tiếp thu và giải trình như thế nào? Ý kiến của nhân dân đóng góp thì được tổng hợp, tập hợp và tổng hợp đầy đủ. Trước hết là yêu cầu là phải tập hợp, tổng hợp và tập hợp đầy đủ. Thì ở đây là các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan là phải tổng hợp được cái ý kiến ở địa phương mình, ở cơ quan mình, rồi là gửi về Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp. Đồng thời Ủy ban dự thảo sửa đổi hiến pháp cũng có bộ phận tổng hợp lại, tập hợp lại ý kiến của nhân dân. Và ý kiến của nhân dân thì được nghiên cứu một cách rất là kỹ lưỡng, rồi là được tiếp thu và giải trình. Thì trong quá trình đó thì sẽ có phân tích, có nghiên cứu, có cân nhắc để tiếp thu và giải trình các ý kiến đó, và sẽ trình Quốc hội xem xét quyết định. Vâng, tức là Quốc hội sẽ là cái đầu mối xem xét và quyết định những cái ý kiến giải trình của những ý kiến đóng góp của các cái tầng lớp nhân dân, đúng không ạ? Vâng, đúng vậy. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì tại một cái cuộc hội thảo đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo sửa đổi hiến pháp 1992 do tạp chí nghiên cứu pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tổ chức, thì đã ghi nhận được rất là nhiều ý kiến tâm huyết của các đại biểu là ủy viên Hội đồng dân tộc của Quốc hội, các ủy ban của Quốc hội, các luật gia và các nhà khoa học về bốn nhóm chuyên đề đánh giá tổng quan về dự thảo hiến pháp sửa đổi, việc hoàn thiện chế định quyền con người và quyền công dân, cơ chế bảo vệ hiến pháp, hoàn thiện chế định hành chính tư pháp. Trong đó thì có rất nhiều ý kiến đề nghị hiến pháp sửa đổi cần khẳng định hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với nhà nước và xã hội. Các đại biểu đã nhận định dự thảo hiến pháp năm 1992 sửa đổi năm 2013 đã tiếp cận nhiều giá trị của chủ nghĩa hợp hiến hiện đại, phản ánh sự phát triển của tư duy hiến pháp ở Việt Nam về quyền lập hiến, về phân công, kiểm soát quyền lực, về chế độ bảo hiến, quyền con người và quyền công dân. Ông Nguyễn Đức Khiển cho rằng, để đảm bảo quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân, việc phân công phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp cần phải được thực hiện theo nguyên tắc của Đảng. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội, tuy nhiên nhiều đại biểu cho rằng các quy định về vai trò lãnh đạo của Đảng cần mang tính cam kết pháp lý rõ ràng hơn để Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự xứng đáng với vai trò hiến định về sự lãnh đạo của Đảng đối với nhà nước và xã hội. Xuất phát từ tình cảm, sự tín nhiệm của nhân dân ta đối với Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn Đảng với nhà nước và nhân dân, nó là một thứ lịch sử. Và cho đến bây giờ đấy, thì dự thảo hiến pháp kỳ này là tiếp tục khẳng định điều đó và làm rõ thêm cái trách nhiệm của Đảng trước nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân. Và cũng có một số ý kiến đề nghị là phải làm rõ hơn nữa về Đảng lãnh đạo thế nào. Thì cái điều đó là cái điều mà chúng tôi thấy là gì, là sẽ cố gắng hoàn thiện thêm một hiến pháp này. Nếu mà Đảng trực tiếp lãnh đạo chính quyền và để mà quản lý xã hội thì Đảng cũng nên là gì, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và theo tôi bổ sung vào điều 4 rất đơn giản thôi, Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức lãnh đạo và nhà nước, lãnh đạo xã hội, chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và bởi vì này, thực chất hiến pháp và pháp luật thì cũng là do là thể chế hóa đường lối của Đảng. Hội thảo cũng ghi nhận nhiều tham luận và các ý kiến đóng góp đầy tâm huyết và trách nhiệm về việc cần hoàn thiện các quy định về Quốc hội theo hướng phân định rõ hơn thẩm quyền giữa Quốc hội với nhân dân, giữa Quốc hội với Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước, chính quyền địa phương. Các quy định về chủ tịch nước và chính quyền địa phương cũng được các đại biểu đề nghị chỉnh lý bổ sung.
Trong tuần qua thì báo chí cũng đã có nhiều bài viết phản ánh nhiều ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân vào dự thảo hiến pháp năm 1992 sửa đổi 2013, và trong đó thì nổi lên nhiều ý kiến đáng chú ý đóng góp cho điều 4 trong dự thảo quy định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và sau đây thì biên tập viên Minh Hường sẽ điểm lại một số bài báo về vấn đề này. Kính chào quý vị và các bạn. Đề cập tới vai trò lãnh đạo của Đảng được quy định trong dự thảo, nhiều ý kiến cho rằng so với hiến pháp năm 1992, quy định về Đảng trong dự thảo sửa đổi có 3 bổ sung phát triển quan trọng. Thứ nhất, dự thảo khẳng định Đảng không chỉ là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân mà còn là đội quân tiên phong của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam. Thứ hai, dự thảo bổ sung thêm quy định Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân và chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình. Thứ ba, các tổ chức đảng và đảng viên phải hoạt động trong khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật. Báo Quân đội Nhân dân trích đăng ý kiến của Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Đình Phùng nhất trí với nội dung của điều 4 trong dự thảo về sự lãnh đạo của Đảng. Tuy nhiên, ông Phùng cho rằng cần thể hiện rõ hơn vấn đề lãnh đạo của Đảng với đất nước và xã hội để phát huy đầy đủ hơn quyền lãnh đạo của Đảng. Đề cập tới vấn đề giám sát Đảng, báo Tiền Phong cũng trích đăng ý kiến của ông Phạm Xuân Hằng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội cho rằng giám sát và phản biện xã hội cần phải được hiến pháp quy định cụ thể hơn trong điều kiện hệ thống chính trị Việt Nam do một tổ chức chính trị duy nhất là Đảng lãnh đạo. Tán thành quan điểm này, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Khánh đề nghị viết thêm: nhân dân thực hiện việc giám sát của mình đối với Đảng theo quy định về giám sát xã hội và phản biện xã hội. Trong các góp ý vào dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 1992, có quan điểm yêu cầu quân đội phải trung lập, đứng ngoài chính trị. Trung tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Bình có bài viết đăng trên báo Quân đội Nhân dân cho rằng quan điểm đó không thể chấp nhận được, bởi lẽ thực tiễn tổ chức và hoạt động của quân đội trong lịch sử nhân loại đã chứng minh và khẳng định không có quân đội đứng ngoài chính trị. Tác giả bài viết phân tích: Quân đội Nhân dân Việt Nam là một quân đội kiểu mới, thể hiện tập trung rõ nét ở lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của người dân, thể hiện ở sự trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước xã hội chủ nghĩa. Đưa ra một loạt các dẫn chứng ở nhiều quốc gia, nhiều chế độ xã hội, tại các giai đoạn lịch sử khác nhau, bài viết chứng minh, trong thực tiễn, không có quân đội nào là quân đội phi chính trị. Do vậy, tác giả Nguyễn Tiến Bình khẳng định, kiên quyết chống phi chính trị hóa quân đội là một nguyên tắc chiến lược và mang tính cấp thiết, có ý nghĩa sống còn không chỉ đối với quân đội mà còn đối với sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Phần điểm báo xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.